hình ảnh của Sài Gòn xưa, chắc chắn sẽ dễ dàng mê đắm khi nhấp nháp hương vị cà phê cùng thời với ông bà ta. Hôm nay Thu Thảo và Góc Nhỏ Sài Gòn xin mời quý vị cùng khám phá những quán cà phê đặc biệt sau đây để xem mọi người đã biết hết tất cả những quán này chưa nha. Đi thôi. Những ai không biết mà ghé ngang qua con hẻm này đảm bảo sẽ thắc mắc rằng tại sao giữa ngã ba hẻm lại đông đến thế? Điều khiến nơi này đông đúc lại chỉ là một quán cà phê vợt nhỏ xíu, cũ kỹ với công thức pha chế độc đáo. Quán đã truyền đến ba đời và là điểm hẹn yêu thích của nhiều thế hệ. Dạ, bán cho con một ly cà phê sữa. Vẫn mang đậm phong vị của một thành phố xưa, quán chỉ bán hai loại cà phê truyền thống là cà phê sữa đá và cà phê đen. Khi đến đây, bạn sẽ cảm nhận được hương vị đầy mê hoặc tỏa ra từ chiếc vợt nhuốm màu thời gian. Quán cà phê này nổi tiếng tới mức không dám đóng cửa, có những khách mới đến từ rất xa nhưng lại đều đặn mỗi ngày ghé đến. Chính vì thế người ta hay gọi đùa rằng đây là quán cà phê bất tử vì xưa nay chưa hề nghỉ một ngày nào. Thật ngạc nhiên khi cả thế hệ lớn tuổi và tầng lớp thanh niên trẻ cùng có thú vui ngồi ở quán cà phê này. Mình hay đến cà phê vợt tại vì nó gần nhà nè, rồi thoáng nữa. Lại mình thích uống cà phê ở đây, cấp pha cà phê ở đây tạo hứng thú cho mình. Mình đã uống ở đây 4 năm. Cà phê ở đây đặc biệt là do nó cũng giống như tên quán là vợt. Nó sử dụng là chất liệu là hạt cà phê và nó sử dụng vợt để pha. Và khá là giản dị và ngon và rẻ nữa. Tại vì hồi xưa thì mình uống cà phê với ông nội đó, thì cái hương vị cà phê đó nó lưu tới bây giờ đó, cho nên là mình muốn tìm lại cái hương vị mà lúc xưa hơn là cái vị cà phê của hiện tại bây giờ. Dù đã có danh tiếng từ rất lâu, quán vẫn giữ y nguyên nội thất cũ với dấu tích thời gian và những con người cần bẩn bán hương vị cà phê của nửa thế kỷ trước. Có số tuổi cũng không hề thua kém gì cà phê vợt Phan Đình Phùng. Trong bảng xếp hạng những quán cà phê đặc sắc của thành phố Hồ Chí Minh, luôn không thể thiếu quán cà phê vợt Ba Lù trong chợ Phùng Hưng. Hơn 70 năm hoạt động với không gian đơn giản, cũ kỹ đặc trưng, quán đã có không biết bao nhiêu thế hệ khách yêu mến hương vị cà phê xưa. Dạ, chú cho con một ly cà phê sữa ạ. Mà chú ơi, chú cho con hỏi là mình bán cà phê ở đây bao nhiêu lâu rồi chú? Gần 60-70 năm rồi, thầy cha tới giờ, cha truyền con nói. Cà phê vợt thì nó pha thì nó đậm chất hơn cái phin. Dạ, con nghe nhiều người nói là hồi xưa thành phố mình là chủ yếu là uống cà phê vợt thôi, còn bây giờ thì ít đi nhiều đúng không chú? Ít đi nhiều lắm. Bây giờ tại vì hiện giờ là bây giờ người ta dùng hiện đại quá rồi, ta không biết có pha công thức pha của cà phê vợt. Buồn hay buồn rồi chứ sao? Tại con cháu mình không theo thì mình buồn cái đó thôi chứ. Tại đây nước pha cà phê được đun củi đủ sôi để uống cà phê trong siêu sành. Đối tượng khách hàng của quán đa phần là những vị trung niên cao tuổi, họ uống như một thói quen, hay nói đúng hơn là để thỏa nghiện cà phê vợt. Mỗi buổi sáng từ hồi tới giờ, trừ trường hợp là mẹ bệnh ốm này kia, ngoài ra cô cũng tới đây để uống đi cà phê. Tức là hương vị nó uống rất là quen, mặc dù nó nhiều khi không bằng người ta bằng những cái gọi là cao cấp, nhưng mà nó cũng sẽ vào một cái lồng độ tình cảm của gia đình. Cà phê ở đây thì pha nó khác so với các quán cà phê khác. Chủ ở đây thì pha cái cà phê khi nó bỏ trong một cái ấm, thì ngày xưa người ta pha giống như kiểu như vậy, tức là cái nó rất là chậm, nó không pha nhanh như bây giờ. Từ thế kỷ trước, lúc thành phố còn được gọi là Hòn Ngọc Viễn Đông, cà phê vợt đã trở thành một nét văn hóa độc đáo. Qua hàng thập kỷ,
những quán cà phê vợt xưa cũ dần mất đi, thay bằng những cửa hiệu cà phê khang trang hoặc những xe đẩy nhanh gọn và cà phê pha sẵn. Cho tới bây giờ chẳng ai biết rõ cà phê vợt có từ thời điểm nào, chỉ nhớ qua loa rằng vào những năm 1950 khi đất nước còn khó thì đã thấy đâu đâu cũng có cà phê vợt và người uống cà phê vợt. Cà phê vợt hiện nay không được phổ biến, có rất ít quán còn giữ cách pha chế đặc biệt này. Những quán cà phê vợt còn hoạt động hiện nay đều đã có từ rất lâu. Không gian quán chỉ là một góc nhà hoặc vỉa hè với vài chiếc ghế con đơn sơ. Và như một cách để phát triển cùng nhịp sống thành thị, mới đây, những chiếc siêu mini đã ra đời ở một tiệm cà phê mà người chủ là chú Cam Trung Nghĩa, tên thường gọi là chú Thành, truyền nhân chính hiệu của cà phê Ba Lù tại chợ Phùng Hưng. Vẫn là cà phê vợt theo công thức tại chi nhánh chính. Chỉ khác một điều là cà phê tại đây được pha trong những chiếc siêu mini xinh xắn như thế này. Dạ chú ơi, bây giờ chú cho con thử pha cà phê được không ạ? Được nè, thì con có làm thử. À, vậy bây giờ chú hướng dẫn cho con nha. Rồi, bây giờ con múc một muỗng cà phê. Dạ. Con đổ chú vô. Đúng rồi. Rồi con dằn dằn ở trên cái miệng á. Con nén cà phê á, bỏ nén cái túi lại cho nó chặt. Rồi để vô đây pha. Dạ, bây giờ nước sôi rồi, bây giờ con đổ vô luôn nha. Dạ. Mình đổ khoảng bao nhiêu nước thì được chú? Chừng nửa ấm thôi. Rồi cỡ nhiêu đó được rồi đó. Rồi con bỏ xuống rồi con đậy nắp lại ủ cà phê đó. Dạ. Tại sao mình lại phải ủ cà phê hả chú? Ủ để cà phê nó ra cái mùi á, vị nó mới uống vô nó mới thơm. Dạ. Vậy thì mình ủ khoảng chừng bao nhiêu lâu? 5 phút. À, là bây giờ con sẽ đợi thêm một tí xíu là sang qua bên này. Đúng rồi, sang qua. Chú ơi, ở đây con thấy là mình có mấy những cái bình như thế này dễ thương quá chú. Cái này là ý tưởng gọi là của nhỏ gái á, nó thiết kế ra. Nó mở quán nó bán, mà bây giờ nó bận công việc quá, nó không bán, thì chú đem về chú bán. Thực khách sẽ tự mình trải nghiệm cảm giác từng giọt cà phê được rót ra từ chiếc siêu nhỏ nằm gọn gàng trong lòng bàn tay. Hương vị cà phê rang xay thủ công vốn đậm đà, cộng thêm sự tinh tế và cần mẫn của người thợ gốm càng tăng thêm giá trị. Chú cũng sáu mấy rồi, vài năm nữa chú làm không nổi, sợ mất cái nghề truyền thống trong nước Việt Nam mình. Bởi vì chú mới tính dặn đệ tử để nói mấy cái nghiệp để mai mốt biết ở trong nước Việt Nam mình sẽ có người vẫn làm cà phê sạch với lại là rang thủ công. Ai muốn học nghề, yêu nghề, lợi, chú dạy, không có lấy tiền. Và cho đến bây giờ, những quán cà phê của chú Thành, chú Hùng vẫn đang níu giữ hồn cà phê vợt, nét văn hóa một thời của người dân đô thị. Thưa quý vị, những quán cà phê vợt mà Thu Thảo vừa giới thiệu là địa điểm dừng chân của người thành phố Hồ Chí Minh mỗi ngày. Không xô bồ náo nhiệt, khách đến đây đơn giản chỉ để thưởng thức hương vị cà phê xưa, thưởng cái tình chân thật, tìm về với những hoài niệm giữa đô thị ồn ào náo nhiệt. Và đến đây thì Thu Thảo cùng với chương trình Góc Nhỏ Sài Gòn cũng xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tiếp theo. Tạm biệt!